Chào mọi người nha, hôm nay là ngày 7 tháng 4 âm lịch đó mọi người. Nhằm ngày 12 tháng 5 2024 thì tại nhà bà Sáu Mỹ Thiện có phát quà từ thiện ha mọi người. Trao hơn 250 phần quà cho bà con nghèo khó khăn ha. Đây thì mỗi phần quà là có 10kg gạo nè, một thùng mì tôm nè, nước tương nè. Mình thấy có hình như là dầu ăn với đường thì phải. Đây thì giờ mấy anh mấy chị trong đoàn chuẩn bị những phần gạo. Phần gạo thì được vô túi sẵn vậy nè. Hôm nay giờ chuyển mưa đen cảnh luôn mọi người ơi. Đây mỗi lần vô sẽ là 5 người ha mọi người. Mỗi lần nhận quà sẽ là 5 người ha. Thì ở ngoài là có cái phiếu. Nó mỗi lần sẽ là 5 người ở đây, chú sẽ truyền ra những cái thùng mì tôm, ở đây mình sẽ truyền vô ha. Mỗi lần sẽ là 5 người mà mình thấy là có 10kg gạo, một thùng mì tôm, dầu ăn với nước tương ha cả nhà. Đó mình thấy là có cái anh đó anh nhận cái thư mời mọi người, thì 5 người. Đây có mấy bạn trong gia đình hỗ trợ đúng không? Đó, tiếp tục là sẽ là 5 người. Mỗi một đợt sẽ là 5 người vào ha mọi người. Có nhiều người ta lớn tuổi, người ta già đi lại khó khăn thì nhờ con cháu hoặc là hàng xóm ta đi nhận giùm á mọi người. Đây anh Tư anh sẽ phụ trách gạt những cái túi gạo như thế này ha. Dạ có chứ, để me con hoài à. Chết mẹ rồi nãy giờ mình sao mình đứng trước mặt con bé mà đi trời. Sau một đợt 5 người thì sẽ có 5 người khác vào. Khi nào mà ba tổ chức kêu 5 người thì cho vô, khi nào thì kêu cho vô thì cho vô 5 người chúng ta vô vô thôi. Nó đem đưa đem một hồi. Nó nữa hả? Dạ thì chị nói thì chị cho cái gì chị xin cái đó nên em sẽ một. Đúng rồi.
một đợt sẽ là 5 người. Ở đây mỗi người đến nhận quà sẽ có một cái phiếu nè mọi người, phiếu nhận quà ha, chào quà nhận ái ha. Là tại nhà của bà Sáu. Một lần sẽ là 5 người. Đó. Mà bên đây xong chứ không có quầm đó chị ạ. Lễ đại tường Phật tử Bùi Thị Nhà. Trao quà nhân ái nè mọi người. Không đấy đầy tôi tự buồn bị nghe vô giờ đừng con không rồi vô vô trước con bác bệnh nha, đợt sau là không có lãnh đôi được nha. Đợt này lỡ thôi nha. Đúng rồi. Biết nhưng mà phải có phiếu mới lãnh được bây giờ nè. Lễ đại tường Phật tử là 2 năm ngày mất của bà Sáu mọi người. Bàn thờ của bà Sáu là cả nhà. Đây có anh Tư là phụ gạo nè mọi người. Wow. Quá trời luôn.